và báo chí của Trung cộng gọi nón lá áo dài của Việt Nam là phong cách Trung cộng. Mới đây trên mạng lưới xã hội lan truyền một bài viết của tờ báo China Daily có đăng tải các thiết kế giống hệt áo dài của Việt Nam đi kèm với nón lá à, và những cái khăn đội đầu và họ gọi đó là cái phong cách Trung Quốc khiến cho rất nhiều người phẫn nộ. Và được biết bộ sưu tập đến từ thương hiệu à, Ne Tiger của Trung Quốc. Trong cái khuôn khổ à, tuần lễ thời trang trung cộng xuân hè 2019 vào tháng 10 năm 2018. Tuy nhiên cái sự việc này vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo đó thì trong tuần lễ thời trang xuân hè 2019 tại Bắc Kinh đã khai mạc vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, N Tigre đã công bố nhiều cơ bộ sưu tập thời trang của họ, trong đó có những cái mẫu thiết kế gây rất nhiều cái sự bức xúc với người Việt Nam vì nó cho thấy sự sao chép áo dài truyền thống của Việt Nam. Nhưng lại được giới thiệu đó là cái sự sáng tạo của nhà thiết kế thời trang. Cái điều đáng nói hơn cả đó là cái trang báo nói trên đã đề cập đến một loạt thiết kế này với cái tiêu đề là Chinese Style, Delights China, Fashion Week. Chúng tôi sẽ được tạm dịch là phong cách trung cộng làm mê mẫn cái tuần lễ thời trang xuân hè cái cụm từ Chinese style phong cách trung cộng khiến cho không ít người dân Việt Nam phải điên tiết, bực mình, phẫn nộ vì cái trang báo nói trên đã mặc định những cái trang phục này đều là phong cách của trung cộng. có rất nhiều người họ lo lắng cũng như là không khỏi phẫn nộ với các sáng tạo từ cái nhà mà tạo mẫu của trung cộng và gọi đó là cái hành vi ăn cắp văn hóa và đây là một cái sự thường tình của người dân trung cộng ăn cắp là sự thường và không ít ý kiến trên các diễn đàn mạng báo buộc cái động thái của cái hãng thời trang Nitigre với cái áo dài, với cái quốc phục của người Việt Nam. Chẳng khác nào là một cái âm mưu đường lưỡi bò thứ hai trong lĩnh vực văn hóa và thời trang của người dân Trung Cộng. Và trong cái bài viết được tờ China Daily đăng tải thì người đọc đã dễ dàng nhận thấy hàng loạt các loại thiết kế giống hệt áo dài của Việt Nam từ kiểu dáng, từ cái họa tiết đến tất cả các phụ kiện đi kèm mang đậm cái dấu ấn văn hóa của người Việt Nam. À, và kể cả các nón lá hay là các loại khăn nội đầu Nhiều người dân Trung Cộng vẫn xem đây là cái sườn cắt à, tân song à, Có thể sẽ thấy hai cái loại trang phục này khác nhau Về cái kiểu dáng, về cái chiều dài tà áo Cũng như là cái cách kết hợp với các cái phụ kiện Trong một cái diễn biến có thể là do cái sự trùng hợp vào ngày 25 tháng 10 năm nay Cũng tại Bắc Kinh, tuần lễ thời trang xuân hè 2020 Lại có sự gấp mặt của thương hiệu thời trang NITICRE đài cgtn của trung cộng đã dẫn lời ông zheng zhifeng là cái nhà sáng lập thương hiệu Netigre tuyên bố quan điểm của ông khi sáng tạo các bộ sưu tập thời trang của ông khi sáng tạo ra các bộ sưu tập thì tôi đã nhấn mạnh về cái, cái, cái nét kiêu sa cũng như là cái phẩm giá của cái trang phục truyền thống của trung cộng ông nói thêm trong khi vẫn bảo lưu cái truyền thống tôi cũng đã luôn luôn chú ý tới sự việc hòa quyện văn hóa đó vào cái tính hiện đại và các yếu tố toàn cầu gần đây để được người tiêu dùng chấp nhận trên toàn thế giới. Các lời phát biểu năm nay của ông Zheng Yifan khiến cho nhiều người liên tưởng tới cái bộ sưu tập được cho là ăn cắp mẫu áo dài của Việt Nam công bố vào năm ngoái. Bởi vậy với nhiều người chưa rõ cái quan niệm à, đang quyện vào đó à, hiện đại và các yếu tố toàn cầu gần đây của người sáng lập thương hiệu thời trang à, Le Tiger của Trung Quốc có bao hàm sự việc bắt trước sao chép quốc phục của một quốc gia khác hay là không nhưng mà nếu nhìn vào những cái hình ảnh trang phục được nhà thiết kế này từng gọi là sản phẩm sáng tạo của ông thì ai cũng có thể cảm nhận cái điều đó là giả tạo và ăn cắp